Người vô thần thường nói, Chúa ở đâu tôi không nhìn thấy nên tôi không tin. Nếu bạn không nhìn thấy được, không có nghĩa là người khác không nhìn thấy, cũng không chứng minh được rằng Chúa không tồn tại. Cho dù mọi người trên toàn thế giới không thể nhìn thấy thần, cũng không thể chứng minh sự không tồn tại của thần. Thật ra, thuyết vô thần là một giả thuyết không bao giờ có thể kiểm chứng. Rất nhiều người cho rằng việc tin vào sự tồn tại của thần Phật là mê tín dị đoan. Nhưng nếu bình tâm mà xét, những người tin vào thuyết vô thần có thể mới là những người mê tín dị đoan nhất. Thuyết vô thần có thể mới là vụ mê tín dị đoan lớn nhất trong lịch sử nhân loại. Quý khán giả của Tinh Hoa TV, các bạn hãy ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký cùng với chiếc chuông nhỏ này nhé. Có rất nhiều người trên thế giới nhìn thấy thần và ma, kể cả trong quá khứ và hiện tại. Nhưng những người vô thần không tin điều đó. Còn khoa học lại chỉ có thể chứng minh sự tồn tại của một đối tượng nhất định, chứ không thể chứng minh sự không tồn tại của một đối tượng nào đó. Nghĩa là, để khẳng định thuyết vô thần là đúng, họ phải chứng minh được toàn bộ vũ trụ không có sự sống cao cấp khác ngoài con người. Nhưng điều đó lại không thể. Tại sao vậy? Có 4 câu hỏi cần đặt ra. Thứ nhất, thuyết vô thần cho rằng vũ trụ là vô hạn. Vì nó là vô hạn, làm thế nào chúng ta có thể khám phá tất cả vũ trụ và kết luận rằng không có thần trong vũ trụ? Đây là câu hỏi về bề rộng của sự khám phá. Thứ hai, với sự tiến bộ của khoa học và các phương thức thăm dò khám phá của khoa học ngày càng trở nên tiên tiến, chúng ta có nên sử dụng các phương pháp mới để khám phá những địa điểm mà chúng ta đã từng khám phá trước đây không? Điều này chắc chắn là cần thiết, và bản thân sự khám phá lặp đi lặp lại này trong công nghệ mới là vô tận. Đây là câu hỏi về độ sâu khám phá. Thứ ba, nếu có sinh mệnh cao cấp hơn con người, thì trình độ kỹ thuật của họ hoàn toàn có thể ngăn cản con người phát hiện ra. Nghĩa là họ có thể nhìn thấy chúng ta, nhưng chúng ta không thể nhìn thấy họ. Đây là một câu hỏi về khả năng sinh mệnh cấp thấp phát hiện ra sinh mệnh cấp cao. Thứ tư, một trong những điều kiện cần đối với đối tượng nghiên cứu khoa học là tính lặp lại, nguồn gốc của vũ trụ, sự sống và loài người là những thứ đã hoàn thành không thể lặp lại. Đây là hạn chế chính của khoa học. Có thể thấy, dưới góc độ khám phá bề rộng, chiều sâu, khả năng và giới hạn của khoa học về vũ trụ, thuyết vô thần không chỉ phi khoa học mà còn phi thực tế. Trong cuộc sống, có không ít câu chuyện có thật đã lật đổ thuyết vô thần. Điển hình năm 1938, khi quân Nhật bắn 13 quả đạn pháo liên tục vào đài Lão Quân, nơi thờ Lão Tử ở huyện Lộc Ấp, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, nhưng đài Lão Quân hoàn toàn không bị nổ. Xác suất xuất hiện ngẫu nhiên của việc này là 1/1013. Đây là xác suất rất nhỏ, có thể coi là bằng không, nghĩa là phải có tác động của một lực siêu nhiên nào đó khiến 13 quả đạn cối bắn vào đều không nổ. Và lực lượng siêu nhiên đó chỉ có thể là thần. Sự tồn tại của trái đất cũng không ngẫu nhiên. Nhìn từ bên ngoài không gian, trái đất là một hành tinh xanh tuyệt đẹp, có nước và nhiệt độ thích hợp cho sự tồn tại của tế bào. Trái đất được biết đến là hành tinh duy nhất trong dải ngân hà có sự sống của tế bào. Xác suất là 1/200 tỷ. Đây là xác suất rất nhỏ, gần như bằng không. Nhiệt độ trái đất, nước, không khí và mọi thứ đều được chuẩn bị cho sự tồn tại của nhân loại. Khoảng cách từ trái đất đến mặt trời là 149,6 triệu km. Chỉ ở vị trí này trái đất mới có đủ ánh sáng và nhiệt lượng mà không bị cháy xém. Chỉ chuyển động với vận tốc 11 km một giây thì trái đất mới không bị lệch khỏi quỹ đạo. Khoảng cách và vận tốc này được tính toán chính xác và cũng đã được xác định qua nhiều thí nghiệm. Vậy điều gì đã quyết định khoảng cách và vận tốc này của trái đất so với mặt trời? Nhiệt độ trung bình của trái đất chỉ cần tăng lên 1 độ C đã là thảm họa với các sinh vật trên hành tinh. Nếu trái đất chỉ dịch gần mặt trời 1/1000 so với khoảng cách giữa chúng, tức là trái đất gần mặt trời hơn 150.000 km so với khoảng cách hiện nay, thì nhiệt lượng và ánh sáng mặt trời mà trái đất tiếp nhận sẽ tăng lên. Hành tinh xanh sẽ bị đốt nóng và nhiệt độ tiếp tục tăng lên, khiến trái đất rơi vào khủng hoảng sinh thái. Ngược lại, nếu trái đất chỉ dịch xa mặt trời 1/1000 khoảng cách giữa chúng, thì nhiệt lượng và ánh sáng mặt trời sẽ giảm, trái đất sẽ lạnh dần đi, điều này cũng gây ra khủng hoảng trên hành tinh này. Tóm lại, với sai số 1/1000 khoảng cách với mặt trời, loài người cực kỳ khó tồn tại và có thể bị tiêu diệt. Việc xây dựng nền văn minh huy hoàng ngày nay cũng sẽ không xảy ra. Như đã biết,
trái đất quay quanh mặt trời và mặt trăng quay quanh trái đất. Tốc độ và góc quay ban đầu rất chính xác. Nếu tốc độ nhanh hơn một chút thì cả trái đất và mặt trăng sẽ bay ra xa. Nếu mặt trăng quay quanh trái đất chậm hơn, mặt trăng sẽ từ từ rời xa trái đất. Trái đất rơi về phía mặt trời. Làm thế nào mà các tốc độ này được thiết lập như hiện nay? Tại sao chúng lại chính xác như vậy? Phải chăng quỹ đạo thông minh và chính xác, vận tốc ban đầu và góc quay được tính toán thông qua các tính toán khoa học nghiêm ngặt sao? Ngày nay, khoa học đã tìm ra hơn 200 tham số cần có để một hành tinh có thể hỗ trợ sự sống. Tất cả trong số đó phải được đáp ứng hoàn hảo, nếu không toàn bộ sẽ tan rã. Tức là xác suất để một hành tinh như trái đất có thể tồn tại sự sống một cách ngẫu nhiên là nhỏ hơn 1/10,200. Toán học đã xác định xác suất nhỏ hơn 1/1050 là không thể xảy ra. Vậy trí tuệ nào đã tạo ra sự sống cho trái đất? Ai có trí tuệ này? Phản ứng tổng hợp hạt nhân hydro diễn ra trên mặt trời mọi lúc. Quá trình tổng hợp hạt nhân này được kiểm soát rất trơn tru. Nếu con người có thể làm chủ công nghệ này, họ sẽ không phải lo lắng về năng lượng, thậm chí là dầu mỏ, khí đốt tự nhiên, than đá và năng lượng mặt trời. Câu hỏi đặt ra là, sinh mệnh sống nào khiến mặt trời có phản ứng hạt nhân tuyệt vời như vậy? Trong khi chúng ta tự hào về việc nhân loại sử dụng năng lượng hạt nhân, tại sao chúng ta không nghĩ về phản ứng tổng hợp hạt nhân hydro trên mặt trời tốt hơn chúng ta hàng tỷ lần? Câu trả lời duy nhất cho những điều này chỉ có thể là Thượng Đế. Hầu hết các nhà khoa học đều theo thuyết hữu thần. Hầu hết mọi người đều tin rằng các nhà khoa học là những người hiểu biết nhất và nên là những người vô thần nhất. Nhưng trên thực tế thì ngược lại. Liên Hợp Quốc đã điều tra 300 nhà khoa học nổi tiếng nhất trong 300 năm qua có tin vào thần hay không. Kết quả cho thấy tỷ lệ người tin vào thần cao tới 90%, bao gồm hầu hết những người khổng lồ khoa học có đóng góp đáng kể cho sự phát triển của khoa học. Chẳng hạn Isaac Newton, cha đẻ của vật lý, Albert Einstein, người khám phá ra thuyết tương đối, Wernher von Braun, cha đẻ chương trình vũ trụ Mỹ, Nobel, người sáng lập giải Nobel, Guglielmo Marconi, người phát minh ra liên lạc vô tuyến, anh em nhà Wright, người phát minh ra máy bay, Max Planck, người sáng lập thuyết lượng tử, v.v. Wernher von Braun, người đứng đầu Viện Nghiên cứu Không gian Hoa Kỳ, được biết đến là cha đẻ chương trình vũ trụ Mỹ. Ông tin chắc rằng Thượng Đế là đấng sáng tạo ra vạn vật và linh hồn là bất tử. Các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng mọi thứ trên thế giới xung quanh chúng ta đều rất chính xác và có trật tự. Nếu các hằng số tự nhiên, chẳng hạn như điện lượng của electron, khối lượng của proton, hằng số liên kết của lực tương tác, v.v. chỉ thay đổi một phần rất nhỏ giá trị của chúng, thì các nguyên tử sẽ không tập hợp lại với nhau, các ngôi sao không thể cháy, các hành tinh, trái đất và sự sống không thể tồn tại. Isaac Newton đã dành cả đời cho việc khám phá thế giới tâm linh. Ông chỉ coi khoa học như một nghề nghiệp dư. Khi nói về những thành tựu khoa học của mình, ông nói rằng ông chỉ đang làm theo suy nghĩ của Chúa và suy nghĩ theo suy nghĩ của Chúa. Vụ mê tín dị đoan lớn nhất. Các nhà khoa học còn phát hiện rằng khả năng để sự sống hình thành tự phát từ vật chất không sống, xác suất trùng hợp ngẫu nhiên để hình thành các enzyme, những protein đóng vai trò thúc đẩy các phản ứng hóa học bên trong tế bào là 1/1,040,000. Một số người có thể nói rằng đó là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, nhưng tại sao nó luôn luôn là sự trùng hợp như vậy? Đôi mắt của chúng ta được cấu tạo theo nguyên lý quang học, có thể nói đó là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Hệ thống thần kinh của chúng ta tinh vi và tiên tiến đến mức nào, có thể coi đó là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Trái đất của chúng ta được đặt vào quỹ đạo theo nhu cầu ánh sáng và nhiệt lượng của con người. Nếu có một chút sai sót, chúng ta không chết cống thì cũng sẽ bị hung nóng đến chết, hoặc bay đi xa, hoặc rơi xuống mặt trời. Điều này cũng cho là một sự trùng hợp ngẫu nhiên được không? Mặt trăng lớn đến mức có thể gây ra nhật thực và nó nhỏ đến mức mọi người vẫn có thể nhìn thấy ánh sáng nó phản chiếu. Có thể nói đó là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Nếu dùng xác suất để tính toán những sự trùng hợp ngẫu nhiên này thì sẽ như thế nào? Nếu mua vé số, bạn sẽ cảm thấy khó khăn như thế nào để có được sự trùng hợp ngẫu nhiên này? Bất cứ điều gì trong thế giới của chúng ta đều rất trật tự và phù hợp với nhu cầu của con người. Bạn cũng có thể nói rằng đó là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Nếu quả đúng là có nhiều sự trùng hợp như vậy thì khoa học không cần phát triển, mọi thứ đều có thể giải thích bằng sự trùng hợp ngẫu nhiên.
Vậy, tin vào sự trùng hợp ngẫu nhiên hay tin vào cái gọi là tự nhiên chẳng khác gì tin vào một thứ mơ hồ, không thể xảy ra, không có thật và rất trái với khoa học. Ngày nay, mê tín dị đoan được coi là sự mê muội, mù quáng tin tưởng vào những điều mơ hồ, nhảm nhí, không phù hợp, là tàn tích gắn với trình độ nhận thức thấp kém của con người về những nguyên nhân của các hiện tượng xảy ra trong thế giới. Vậy, việc tin vào thuyết vô thần hay tin tưởng vào chuyện trái đất, sự sống, con người tự nhiên tồn tại vì những sự trùng hợp, ngẫu nhiên chẳng phải là hành động mê tín dị đoan lớn nhất hay sao?